Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Tập tuần này thì chúng ta sẽ nói về một cái topic nó rất là đặc biệt và cũng khá là kén xuất hiện ở trên DeFi Discussion. Tuy nhiên là trước khi mà mình đi vào nội dung chính và cái từ khóa đặc biệt của hôm nay thì chắc là mình sẽ dành một vài phút để vị khách mời hôm nay giới thiệu cũng như là gửi lời chào đến các anh em đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, cảm ơn anh Nguyên và xin chào tất cả mọi người. Thì mình là Mai Phan, hiện đang là admin của Anti-Anti NFTs Club, một cái cộng đồng cung cấp các tin tức và kiến thức về NFTs cho người Việt Nam. Ok, thì nói thiệt là cái topic về NFT thì dạo gần đây nó cũng rất là hot, đặc biệt là khi anh em nghe rất nhiều cái từ khóa, ví dụ như là Moonbirth nè. Rồi trước đó thì chúng ta có cái board app đúng không? Cái đồng ABE. Rồi dạo gần đây thì rất nhiều các cái dự án, ví dụ như Azuki rồi các thứ thì nó thu hút được rất nhiều sự chú ý. Và thú thật là bản thân của mình thì cũng là gọi là newbie ở trong cái lĩnh vực này thôi. Nên là hôm nay thì mình sẽ phải gọi là mời đến một cái chuyên gia, một người gọi coi như là flipper thành thục trong cái mạng NFT này, để chia sẻ với anh em những cái insight có thể là phải thực sự tham gia và trải nghiệm cái mạng thị trường này thì Meta mới có thể có được những cái insight như thế này. Thì hy vọng là hôm nay bọn mình vẫn sẽ mang lại những cái góc nhìn nó thú vị cho anh em ha. Rồi thì câu hỏi đầu tiên dành cho Mai đó là Mai có thể gọi như là brief lại những cái update gần đây trong cái mạng NFT được hay không? Chắc là Mai có thể giải thích thêm một xíu về lý do tại sao mà cái mạng thị trường này nó hot và nó có cái độ biến động về giá các cái tài sản NFT này nó biến động kinh khủng trong một tháng đổ lại đây. Thì chắc là để Mai giải thích thêm về cái vấn đề này ha. Vâng, cảm ơn anh Nguyên. Thì nếu mà nói về update gần đây thì chắc là hot nhất là Moonbirth ha. Thì chắc là em sẽ bắt đầu với cái này. Thì cái sức nóng của cái bộ sưu tập này á, chủ yếu là đến từ đội ngũ đằng sau của dự án. Đó là Kevin Rose, là co-founder của Dick, là một cái chuyên trang tin tức lớn tại Mỹ. Và ông này thì cũng có nhiều kinh nghiệm trong ngành truyền thông ở Mỹ rồi, và cũng khá là thân với nhiều founders của các dự án NFT nổi tiếng khác, ví dụ như là Gary V nè, và một người nữa là Ryan Carson, là CEO của Treehouse, cũng là một cái nền tảng giáo dục trực tuyến về công nghệ khá là nổi tiếng ở Mỹ. Đấy. Thì mình thấy có rất là nhiều người không biết là tại sao cái bộ sưu tập Moonbirth này nó hot như vậy, không hiểu là cái nguyên nhân mà cái sức nóng của nó đến từ đâu. Thì đó là cái lý do chính, bởi vì khi mà có một cái đội ngũ, mà một cái team mà có cái mạng lưới quan hệ lớn như vậy thì khả năng là họ sẽ thực hiện được những cái mà họ đã cam kết trong cái roadmap đó. Thì trong cái một trong những cái utility khi mà người dùng cầm cái NFT Moonbirth là cái quyền tham gia cái hội nghị về NFT dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2023. Thật ra là cái quyền ở đây không phải là miễn phí đâu. Nó chỉ là được mua vé sớm và được giảm giá thôi. Nếu mà gọi là quyền miễn phí á, thì là phải là gọi là proof pass. Proof pass là cũng là một cái cũng chung team với lại gọi là gì, là cái đội ngũ phát hành ra cái bộ sưu tập Moonbirth này nè. Tức là hai cái là nó cùng một team ấy. Đấy, thì cái proof pass đó mới thực sự là có nhiều utility hơn. Nhưng mà proof pass thì đã được mở bán rồi, Moonbirth thì vì nó được ra đời sau, và bởi vì nó có cái đội ngũ tiếng tăm như vậy và cái utility của nó là được tham gia cái hội nghị cũng tầm cỡ như thế, cho nên là nó tạo được cái sức hút. Về cái câu hỏi thứ hai là nguyên nhân NFT được quan tâm gần đây á, thì em nghĩ là như thế này. Bởi vì thị trường coin truyền thống, thị trường crypto truyền thống đi ha, thì nó đã có nhiều ông lớn tham gia rồi, và mọi người có thể thấy là nó đang bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái yếu tố vĩ mô, ví dụ như là lạm phát,
hoặc là giá, hoặc là những cái sự kiện về lao dốc bất động sản ở Trung Quốc chẳng hạn, thì nó ảnh hưởng đến thị trường NFT này. Tức là hiểu nôm na là những cái dự án DeFi truyền thống thì nó đang bị tạm nghẽn lại một xíu, và nó cái dòng tiền nó bắt đầu nó đổ qua những cái loại tài sản mà nó ít người để ý như là NFT, đúng không? Vâng, vâng. NFT hiện giờ nó giống như là Bitcoin của năm 2017 vậy đó. Ok, rồi thì chắc là để mai tiếp tục với cái phân tích của mình. Thì những cái dự án NFT á, giúp nhà đầu tư đổi đời á, thì phần nhiều là do may mắn nha. Bởi vì hầu hết các dự án NFT hiện tại chỉ mới tiến hành một vài bước đầu tiên trong cái roadmap mà họ đã vẽ ra thôi. Chứ chưa ai thật sự làm được một cái gì mà nó thật sự nhiều hết. Có một cái thắc mắc đó là cái NFT âm nhạc á, thì mình cũng thấy là khá là nhiều các cái KOL ở trên Twitter thì họ cũng bắt đầu chia sẻ về cái hình thức này. Và thậm chí là có cái ông là ông rapper nổi tiếng là Snoop Dogg thì cũng hình như là cũng đã bán những cái dạng NFT về âm nhạc này rồi. Các cái nền tảng như là Sound.xyz thì cũng bắt đầu là đẩy mạnh cái hình thức bán NFT âm nhạc này. Thì không biết là Mai nghĩ như thế nào về cái khái niệm này, và cái ứng dụng thực tế của cái loại tài sản này là như thế nào? Tại vì từ góc nhìn của một người mà chơi crypto, chơi DeFi á, thì mình đang thấy là cái NFT này nó kiểu giống một cái mã token, một cái định dạng token khác thôi, và người ta chỉ gọi là mua xong rồi người ta flip lại thôi. Thì không biết là cái góc nhìn của Mai về cái NFT âm nhạc này là như thế nào ha? Ok, cảm ơn anh. Thì nói về cái NFT âm nhạc á, mình đầu tư vào NFT âm nhạc cũng giống như là mình là ông bầu á, đi săn gà vậy đó. Thì mọi người có thể hiểu như vậy, bởi vì cái utility của nhiều cái NFT âm nhạc hiện giờ nó là mọi người sẽ được chia sẻ lợi nhuận tương lai. Thường là lợi nhuận streaming trực tuyến của các nghệ sĩ. Và mình thấy có một cái điểm hay của NFT âm nhạc, nó khác với NFT profile picture, là mọi người có thể kiểm tra cái profile của cái nghệ sĩ mà phát hành cái NFT đó. Mọi người có quyền nghe thử nó trước. Mọi người kiểm tra cái profile, kiểm tra kênh YouTube của họ để mọi người có thể đánh giá được là fan của anh này có đông không? Anh làm nhạc có tử tế đàng hoàng không? Có phát hành âm nhạc đều đặn hay không? Nó sẽ, tức là mình kiểm tra, mình đánh giá một cái tác phẩm NFT âm nhạc á, thì nó, em nghĩ là nó sẽ phần nào nó sẽ có thể minh bạch hơn là mình đánh giá những cái dự án về profile picture. Bởi vì thường dự án về profile picture là mình phải đi vào Discord, mình lên Twitter, mình xem những con số người follower, rồi mình xem thành viên Discord, nhưng mà đôi khi những cái con số đó nó chỉ là những con số ảo thôi. Nhưng mà cái ví dụ như lượt stream YouTube đi thì nó sẽ khó, em bảo là khó nha chứ không phải là không thể, nhưng mà nó sẽ khó bơm lên giống như là Twitter hay là Discord. Em nghĩ vậy. Tức là cái NFT này nó như kiểu là một cái giấy chứng nhận mà người ta có thể có dòng cash flow ở trong tương lai, đúng không? Chứ nó không đơn giản chỉ là tôi mua để đó xong rồi tôi chờ giá lên là tôi bán xả lên đầu những người đến sau. Thì cũng khá là hay. Hình như là cái con mà BAYC, cái con board app á, thì nó cũng có cái hình thức staking này. Thì Mai nghĩ như thế nào về một cái giải pháp mới về staking? Tức là nó không đơn giản chỉ là mua xong bán lại, mà còn là mua xong rồi có thể dự trữ và tạo ra được những cái dòng tiền trong tương lai. Mà thực ra thì cái staking này á, thì nó cũng đã có những cái ý kiến trái chiều, nó bảo là nó không hề tốt cho dự án. Góc nhìn của Mai về cái hoạt động này là như thế nào? Vâng, thì cái việc staking á, thì thường á, khi mà người ta nói về việc staking là người ta sẽ nói đến cái mạng lưới proof of stake, đúng không? Đó là mình stake vô rồi mình giống như là mình đóng góp vào cái việc bảo mật của cái nền tảng blockchain đấy. Nhưng mà bây giờ khi mà bảo là staking như cái hình thức mà của Board Ape Yacht Club đi, thì nó giống như là chỉ là để giảm cái cung lưu thông, tức là giảm được bán lại thôi, chứ cũng không hẳn là tạo ra một cái giá trị gì đó cho cái dự án hết. Và cái việc mà có nhiều người cho rằng nó ảnh hưởng tiêu cực thì cũng có lý do, bởi vì cái đồng tiền xả ra cho những nhà đầu tư như vậy mà nó không có một cái utility nào khác hết, thì người ta chắc chắn cũng sẽ chốt lời thôi. Đấy,
Và em nghĩ là gọi là staking một cái mô hình mà gọi là để nó có ích cho dự án á, thì tốt nhất là dự án nên gọi là sử dụng cái tiền mà mình định đem staking đó đem reward cho những người mà thật sự muốn cống hiến cho cái dự án của mình, chứ không phải là chỉ những người đến sớm không, tại vì như vậy nó sẽ rất thiệt thòi cho những người đến sau. Thật ra thì với cái góc nhìn là một người mà thường xuyên đi săn retro hay airdrop á, thì mình cũng phần nào cảm nhận được cái này, tại vì hầu hết mà anh em nào mà theo dõi các cái đồng token mà được retro ở giai đoạn đầu á, thì một cái format chart nó là gần như là sườn dốc, và khi mà người dùng mà người ta claim cái token ra khi người ta được airdrop á, thì cái chart liên tục thì nó sẽ giảm dần theo thời gian, bởi vì người ta bán ra được, tại vì free money mà, thì ai cũng sẽ bán ra, thì có thể đây sẽ là một cái lời giải, một cái bài toán rất là hóc búa và cần thêm nhiều lời giải trong tương lai. Rồi thì đó là về cái việc staking cũng như là cái những cái incentive riêng cho các cái dự án NFT ha. Bây giờ mình sẽ nói về một cái vấn đề, đó là cái thanh khoản của NFT á. Thì thường mà các cái dự án NFT thì họ bán một cái con NFT như vậy thì nó cũng cái khối lượng nó cũng khá là lớn, tức là cái độ thanh khoản thì nó không có dễ gọi là chia nhỏ ra để bán như là các cái token bình thường. Thì không biết là Mai có cái chia sẻ gì về cái vấn đề này hay không, tức là cái vấn đề thanh khoản của NFT á, và nó dường như là một cái trở ngại với khá nhiều người muốn tiếp cận với cái loại tài sản này. À vâng, thì đúng là NFT nó có khó có thanh khoản dồi dào giống như những cái fungible token khác, bởi vì nó là có giá trị riêng biệt với nhau mà, mình phải list lên sàn xong rồi có người mua thì mình mới bán được. Thì để giải quyết cái vấn đề này á, thì nó có một cái giao thức gọi là NFTX, thì nó cho phép người dùng chuyển NFT thành fungible token. Và cái fungible token á, thì giống như những cái đồng như là Ethereum hay là DAI á, thì nó có thể được bán với các đơn vị nhỏ hơn một, ví dụ như là 0.9, 0.8, 0.7. Và như vậy thì thông qua NFTX thì một bức tranh CryptoPunk chẳng hạn bây giờ có thể được chia ra làm nhiều mảnh và bán đi 1/2, 1/3 hay là 1/4 bức tranh gốc. Và cái chuyện này là hoàn toàn khả thi. Đấy, vâng. Thì ví dụ như với cái hình thức này á, thì nếu như mà mình mua những cái token lẻ lẻ ra đó, chứ những cái token mà được phân mảnh từ cái NFT gốc á, thì mình có thể gọi là redeem lại được cái NFT gốc không? Hay là đơn giản nó chỉ là một cái hình thức để người ta chia nhỏ, người ta phân mảnh ra để người ta bán nó dễ hơn thôi? Cái chính đó vẫn là phân mảnh ra để tăng thanh khoản và để nhiều người có thể mua được cái NFT. Rồi nếu mà muốn redeem á, thì người dùng sẽ phải sở hữu một V tokens. Ví dụ như là một bức CryptoPunks thì sẽ tương ứng với một token Punk. Và cái token Punk ở đây chính là cái V tokens đó, cộng với một chút phí trả cho giao thức NFTX để nhận lại một bức NFT ngẫu nhiên từ cái pool của NFTX. Nó vẫn là một cái gì đó nó khá là early stage đúng không? Tức là khá là khó để gọi là đưa tiếp cận đến nhiều người. Mai đã từng trải nghiệm ở rất nhiều các cái hệ sinh thái NFT khác nhau, thì không biết là có cái sự khác biệt nào giữa các cái hệ sinh thái blockchain hay không, và cái thị trường, cái marketplace về NFT ở mỗi chain thì nó có cái sự khác biệt gì, thì cũng muốn nghe Mai chia sẻ về cái sự khác nhau giữa các cái blockchain này ha. Dạ, thì em sẽ chia sẻ một vài chain ha. Thì ví dụ như Ethereum thì đây là cái nơi nhiều thanh khoản nhất và cũng là nơi những cái xu hướng mới bắt đầu. Và như vậy thì giá NFT trung bình ở đây cũng sẽ cao hơn ở các hệ khác. Về Binance chain, BNB chain và thì chủ yếu là về GameFi thôi. Nhưng mà gần đây thì Solana nổi lên giống như là một Ethereum thứ hai vậy. Nó cũng phát triển về GameFi và nó cũng phát triển về profile picture luôn. Một cái nền tảng blockchain khác là Tezos, thì ở đây là thiên về âm nhạc ha, bởi vì đây là một cái blockchain
thân thiện với môi trường, cho nên là việc các nghệ sĩ phát hành các dự án NFT của mình ở trên đây ấy, thì sẽ giúp họ tránh khỏi những cái lùm xùm sau này liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Một cái blockchain khác cũng chuyên về NFT là Flow, nhưng mà đây là chuyên về NFT được phát hành với những nhãn hàng đã có tiếng tăm lớn trong các ngành kinh doanh truyền thống, ví dụ như là NBA hay là UFC. Bởi vì mục tiêu của Flow á, là tiếp cận với những cái thị trường truyền thống trước, đặc biệt là tệp khán giả trẻ, rồi từ từ giới thiệu họ về các khái niệm khác của blockchain và cryptocurrency. Thì đấy là sơ qua về một số nền tảng blockchain mà có cái hệ sinh thái NFT tạm gọi là nổi bật. Ví dụ thì gọi như là nếu như mà đặt vai trò là một cái người mới tham gia cái NFT này đi, thì Mai có thể gọi là đưa ra những cái tư vấn, gọi là tư vấn thì nó cũng hơi nặng, tức là gọi là một người mới tham gia thì nên tham gia cái trend nào, và tùy thuộc vào cái mức độ vốn ban đầu ra sao, thì cũng muốn là Mai chia sẻ cái góc nhìn về cái này. Theo mình á, thì nếu mà mới tham gia thì các bạn có thể chọn tham gia trên Solana, bởi vì á, Solana thì cái mặt bằng giá nó vẫn chưa gọi là quá cao giống như Ethereum, và một phần nữa là và cái mức phí của nó không có nhiều giống như Ethereum, nhưng chất lượng thì vẫn có đấy. Còn trên Ethereum á, thì đương nhiên là dự án chất lượng không thiếu, nhưng mà nó sẽ đắt cái số vốn bỏ ra bây giờ nó cũng ít nhất là cũng phải gọi là 0.1 e đi ha, thì cũng là gần $300 rồi, cộng thêm cái mà mọi người còn phải cộng thêm cái phí giao dịch nữa. Nhưng mà ở trên Solana thì mọi người vẫn có thể tìm được những dạng dự án chất lượng nhưng mà phù hợp với túi tiền của mình. Vâng, thì đấy là một cái chia sẻ của em. Mai có thấy cái sự gọi là khác biệt nào giữa cái thời gian nắm giữ cái NFT ở các trend không? Tức là người ta trung bình người ta nắm giữ một cái collection nó lâu hay không, và thường thì mục đích người ta nắm giữ cái NFT này với cái mục đích là gì? Thường á thì khi mà các người những cái người mà đầu tư NFT chuyên nghiệp đó ha, thì họ sẽ một lần họ mua là họ sẽ mua trên cỡ khoảng là 3-5 con luôn á, để khi mà kênh nó, nhưng mà giá nó khi mà min xong ha, giá nó lên á, thì người ta sẽ flip ngay 1-2 con để người ta chốt lời, và những cái con còn lại á thì người ta sẽ giữ để xem là nó có lên giá hay không. Tức là nó tùy thuộc vào những cái hành động của cái dự án sau đó. Nếu như mà dự án sau đó thực sự cam kết làm những gì trong roadmap á, thì đương nhiên là cái động lực hold của người ta sẽ cao hơn rồi. Nhưng mà nếu như mà họ không làm gì cả, họ cứ im lặng, thì đương nhiên là nó không có tạo động lực để người ta hold, mà người ta sẽ flip thôi. Đấy, thì em nghĩ là nếu như mà những cái đối với những dự án mà không làm gì hết á, không giống như Pixelmon đúng không? Yeah. Thì chắc là sẽ giữ, người ta sẽ hold được cùng lắm là một tháng thôi. Tại vì trong vòng một tháng thì nó cũng là một cái thời gian khá dài để mà mình phải lên tiếng được cái gì đó, mình phải chuẩn bị được cái gì đó. Nhưng mà nếu như mà còn không làm được một cái gì hết thì chắc chắn là sẽ bị flip thôi. Em nghĩ là một tháng là khá dài rồi đấy. Yeah. Thường thì bây giờ thì mọi người đang có cái xu hướng là săn cái whitelist cho cái drop ở trong Discord đúng không? Thì Mai có cái chia sẻ gì, có cái kinh nghiệm gì về cái vấn đề này hay không? Tại vì rất là nhiều cái meme ở trên mạng nói về cái việc là săn whitelist này. Thì Mai có cái gọi là kinh nghiệm xương máu gì cho cái việc là săn whitelist này không, mà có cái gì để chú ý không? Tức là có một cái lưu ý về mặt gọi là an toàn hay là cái tránh lừa đảo gì hay không? Thì gọi là về săn whitelist á, thì có một cái mà em phải note đầu tiên đó là cái dự án nào mà càng dễ săn whitelist thì nó thì cái rủi ro của nó sẽ càng cao nha, bởi vì đương nhiên là cái gì mà ai lấy cũng dễ hết thì đương nhiên nó không còn giá trị nữa. Và một cái tips để mà gọi là tránh bị lừa, bị scam khi sang whitelist đó là mọi người phải cẩn thận những cái account mà họ nhắn tin tới mình, tức là tên tuổi nó rất là giống mod hay là admin của group luôn, nhưng mà
đó đều là fake cả. Tốt nhất là mình chỉ sinh hoạt trong trong cái nhóm Discord thôi. Và cái kinh nghiệm để mà săn whitelist á, thì thường là nếu mà đối với những dự án mà gọi là hype đi nha, chất lượng cao đi nha, thì mình không chỉ có thể không chỉ invite friends vào thì mới có whitelist, mà mọi người còn phải kiểu gọi là đóng góp, tức là tạo ra một cái giá trị gì đó cho cái dự án, ví dụ như là mọi người suggest ideas này, rồi mọi người giúp admin hoặc là mod của cái dự án đó hướng dẫn người mới chẳng hạn. Đó thì là những cái cách để mà sang whitelist. Tuy nhiên á, thì whitelist thì nó chỉ là một trong nhiều chiến thuật chơi NFT thôi. Thì hồi trước là các anh em trong team anti NFT club có ngồi lại và để thảo luận với nhau á, thì các anh em là đã đưa ra một số cái quan điểm khác nhau về việc chơi NFT. Thì có một cái quan điểm của anh Tín nó khá là hay, đó là đối với những dự án hype, tức là mọi người đều thấy nó xuất sắc, tức là nhiều người cũng sẽ biết nó và lao vào săn whitelist, thì đương nhiên là nó sẽ khó whitelist hơn rồi, và giá sàn list sẽ cao và sẽ có FOMO. Và như vậy đối với những dự án này nè, thì cái lợi thế là sẽ là về kỹ năng tìm dự án, kỹ năng săn whitelist sẽ quan trọng hơn. Đối với dự án mà không có hype thì nó dễ min, nhưng mà min xong thì không có flip được, thì những cái dự án này thì mình còn phải hold hoặc là research sâu hơn người bình thường. Thì lợi thế research chỗ này nó quan trọng hơn, bởi vì những cái thông tin mình biết được, mình có được á, thì là ít người biết, hoặc là kỹ năng của mình nó cao hơn hoặc bằng chung. Và những cái con như vậy á, thì mình nên chịu khó hold dài hơi với target đúng với giá trị dự án. Ngoài ra thì còn có một cái lợi thế nữa là về vốn ha. Thì mình đương nhiên vốn càng nhiều thì mình có thể hold lâu hơn, chịu chi mua nhiều hơn, hoặc là mua ở trên thị trường thứ cấp, hoặc là token whitelist. Đó là những cái chiến thuật khi mà chơi NFT á, mình phải xác định được là lợi thế của mình là cái gì để tối ưu và kiếm được lợi nhuận từ NFT. Ví dụ như là lợi thế của em không phải là về săn whitelist quá nhiều, mà nó sẽ là về săn dự án, tức là mình sẽ kiểm tra rất kỹ thằng này cái roadmap nó như thế nào, nó tương tác với cộng đồng của nó như thế nào đấy. Hồi nãy Mai có chia sẻ về cái vấn đề là cái giá trị của NFT, tức là mình hold để chờ cho nó cái giá nó về đúng cái giá trị, thì cũng rất là tò mò là Mai đánh giá cái giá trị của một dự án NFT thì nó thông qua những cái tiêu chí nào, từ góc nhìn của cá nhân Mai thôi. Nếu mà gọi là góc nhìn của riêng bản thân em đó nha, thì hiện giờ em đánh giá giá trị của một dự án NFT, đầu tiên là chắc chắn là sẽ có đội ngũ, mình phải biết những người đó là ai, họ đã làm được cái gì rồi. Và cái thứ hai quan trọng nhất á, là em nghĩ là những cái cải tiến mà họ đem lại được cho cộng đồng. Em lấy ví dụ nha, ví dụ như là Azuki đi. Thật ra nhiều người bảo là mọi người không hiểu là tại sao Azuki nó lại nổi lên đến vậy, nhưng mà nhiều người không biết là Azuki họ đã sáng tạo ra cái chuẩn ERC-721A. Wow. Tức là nó giúp cho batch các transaction lại, thì khi mà mình min NFT thì nó sẽ giảm được phí gas. Thì đây là chỉ là một cái cải tiến nhỏ thôi, nhưng mà nó thể hiện được cái gì? Nó thể hiện được là đội ngũ đằng sau dự án này họ có sức. Khi mà họ đã có sức để làm được một cái điều như vậy thì chắc chắn là họ cũng sẽ có tiềm lực để mà họ thực hiện những cái gì họ cam kết trong cái roadmap của họ. Đấy, đó là cách để xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư của các dự án, thì em sẽ nhìn vào cái tiêu chí đó. Còn một cái tiêu chí nữa đó là mình phải xem là các cái dự án nó có tương tác tốt với cộng đồng của nó không. Cái này thì nó sẽ dễ thấy hơn. Mình sẽ chỉ cần vào kênh Discord và mình xem là những cái cuộc hội thoại trong đó nó thực sự là tạo ra giá trị hay không ấy. Chứ không phải là chỉ có good morning, good night thì nó không phải là những cuộc hội thoại giá trị. Yeah. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà em để ý hiện giờ vẫn là cái yếu tố số 2 mà hồi nãy mình đề cập, đó là cái giá trị thực sự mà nó tạo ra, nó có đem đến những cái cải tiến nào không. Yeah. Tại vì nó là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái tiềm lực thực sự của đội ngũ đằng sau dự án. Nói chung về cái hệ sinh thái của các
cái giải pháp NFT đi, thì khá là đa dạng đúng không? Chúng ta có cái NFT về âm nhạc là một cái hình thức để mọi người chia sẻ doanh thu nè. Rồi dạo gần đây thì nó nổi lên một vài cái giải pháp về thanh khoản, như là hồi nãy Mai có chia sẻ là NFT NFTX đúng không? Rồi có FloorDAO. Rồi sắp tới thì và không phải sắp tới nữa mà là hiện tại thì chúng ta có nhiều cái giải pháp để giúp người dùng có thể mua theo batch, tức là kiểu như là mua một cục NFT một lúc luôn và để nó tiết kiệm phí gas hơn. Thì đó là những cái giải pháp mà gọi là nó xây đắp từng ngày cho cái hệ sinh thái này. Và tất nhiên là ở thời điểm hiện tại thì cái mục đích giống như nãy giờ mà bọn mình có chia sẻ thôi, thì mục đích nó vẫn hiện tại nó vẫn đang là săn để flip và nó phần nào đó zero sum, nhưng mà cũng muốn biết là cũng muốn tìm hiểu đó là cái góc nhìn của Mai trong cái thời gian sắp tới, đó là các cái sản phẩm, các cái dự án, các cái collection trong NFT thì nó sẽ đóng vai trò như thế nào và cái tiềm năng trong tương lai của nó sẽ ra sao, những cái ứng dụng trong tương lai. Bên cạnh là chúng ta đã biết rồi thì có rất nhiều các cái dự án game họ ứng dụng cái công nghệ của NFT vào rồi. Thì chắc là để Mai chia sẻ về cái góc nhìn trong tương lai ha. Vâng, em cảm ơn. Thì cái góc nhìn của em về cái tiềm năng của NFT ấy, thì đối với em NFT nó không chỉ là những cái chứng nhận về sở hữu mà nó còn là em hiểu nó như một cái vật để mà mở khóa thanh khoản cho những cái tài sản mà nó có thanh khoản kém, ví dụ như là gì, ví dụ như là data này, ví dụ như là bất động sản này, đó thì đó là một cái góc nhìn rộng hơn mà em muốn mọi người hiểu về NFT. Bởi vì khi mà mọi người hiểu như vậy á, thì mọi người mới nhìn thấy được giá trị thực sự mà NFT đem lại cho cuộc sống của mình. Tại vì nếu như mà trong cái cuộc sống bình thường đi ha, mình giao dịch những cái thứ ví dụ như là bất động sản thì nó sẽ phải trải qua rất là nhiều giấy tờ. Nhưng mà ví dụ nếu mọi người tưởng tượng được là mình có thể đem những cái thủ tục đó lên smart contract, lên blockchain, thì mình có thể tiết kiệm chi phí nhân lực. Đương nhiên là nó là cái tương lai rất là xa. Yeah. Và em cũng hiểu là nó có rất là nhiều vấn đề phát sinh, ví dụ như là mỗi cái hợp đồng nhà thì nó sẽ có những cái điều khoản khác nhau nữa. Nhưng mà cái góc nhìn trong tương lai của em sẽ là như vậy, là NFT sẽ là một cái thứ để mà mọi người có thể tạo ra thanh khoản cho những cái tài sản có ít thanh khoản trước đây, về mặt kỹ thuật thôi nha. Thì đấy, rồi ví dụ như là mình có những cái nền tảng như là Ethereum đi, trên Ethereum thì mình có thể giống như là mình sử dụng data của mình rồi mình NFT hóa nó để mình đem bán, thì đó cũng là một cái giải pháp khá là thú vị. Mình chưa biết là nó sẽ có công dụng như thế nào, nhưng mà ví dụ như với cái NFT này thì mình có thể đem đi thế chấp nó nè, đó mình có thể kiếm tiền từ cái dữ liệu của chính bản thân mình. Thì em nghĩ đó là những cái giải pháp khá là thú vị về NFT, chứ không phải là nó chỉ gói gọn trong các cái tấm ảnh JPEG hay là chỉ là mỗi âm nhạc hay là nghệ thuật. Nó có một cái ứng dụng rất lớn trong đời sống của chúng ta. Dạo gần đây thì mọi người còn chia sẻ rất nhiều cái góc nhìn liên quan đến việc raise vốn của NFT nữa đúng không? Thì cũng gọi là nó kiểu như là step by step thôi, tức là đi từng bước. Và nếu như mà chúng ta ngồi lại với nhau và nói chuyện về NFT cách đây một năm á, thì hầu hết là gọi là sự nghi ngờ và gọi là thắc mắc là nó chả làm gì cả. Nhưng mà sau khi nhiều dự án game rồi họ ứng dụng vô, rồi rất nhiều các cái collection họ xây dựng utility xoay quanh, thì cái cuộc chơi này nó cũng đã dần thay đổi rồi, và cái góc nhìn của người dùng thì nó cũng dần được xây dịch rồi. Thì ok, thì chắc là tập podcast tuần này nó cũng đã dài rồi, thì hy vọng là bọn mình đã mang lại cho anh em những góc nhìn nó mới và những cái chi tiết nó khá là thú vị. Rồi thì chắc là để cho Mai gửi lời chào đến các anh em nghe DeFi Discussion tuần này ha.
Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyên và rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình đến thời điểm hiện tại. Và mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình trong cái tập podcast này nó cũng sẽ giúp cho các bạn có những cái góc nhìn mới mẻ hơn về thị trường này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và nếu như mà có những cái góc nhìn thú vị thì anh em có thể comment ở phía dưới cái podcast này, hoặc là có thể tham gia thảo luận với bọn mình những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi ở trong cộng đồng FOMO Sapiens. Và nếu như mà anh em đam mê tìm tòi những cái bộ sưu tập NFT mới thì có thể gặp Mai ở trong Anti Anti NFT Club. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn em một lần nữa đã nghe đến hết tập podcast tuần này. Dạ, chào mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.